Rồi cho mọi người xem cái góc làm việc của họa sĩ nha. Thì nó cũng tương đối hơi bề bộn. Đây là cái bảng, cái palette ha. Mình tận dụng cái bàn học sinh để làm cái bản vẽ. Đây, tài sản lớn nhất của họa sĩ là một đống cọ này, rất là nhiều nha.